xuống cây. Thật lâu làng ta những năm bom mỹ chốt trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm bom đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gần thơm hào rau thơm. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vùng mẹ miệng gầu, chưa nào bắt sâu lúa cao rán mặn, chiều nào gánh phân quang.